Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today. Ok, ZQK, tôi đây, Tuấn Cơm đây, ôi giời, quý hóa quá nhờ. Mới như đầu trận đấu đã có anh em chào tôi rồi. Anh em ZQK này chắc là fan ở trên kênh đây. Ok. Nói thật với anh em là những cái trận đấu ấy mà có fan ở trên kênh ấy thì áp lực lắm anh em ạ. Càng làm cho tôi áp lực hơn so với cái những cái trận đấu mà không ai biết đến tôi. Thú thật với anh em như thế. Heo Clyde ra sớm à? Có phải là Clyde không? Ôi kìa, cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì đấy ạ? Cái gì đấy? Bình tĩnh, đừng dọa tôi như thế. Không phải rồi. Rơi chưa có nhỉ? Rồi cứ búa tạm với con Doctor này, tí nữa nếu mà ra rơi thì kết hợp hai Glacier cũng được. Để xem nào, chuyện này có cái gì? Chuyện này nhìn giống như là có Witcher vậy. Cái ông vừa chào tôi ấy, ông mua hai con ở trong cái bộ Witcher. Không biết là có phải là sang đây soi thấy cái con heo Clyde, thấy tôi chơi Clyde là sau đó là mua Witcher để counter không thì tôi không biết, nhưng mà tôi thấy có vẻ hơi sợ sợ đấy anh em ạ. À. Đây rồi. Berserker. Được. Ơ kìa, Tuấn Cơm là thằng nào? Thằng nào còn lâu về nói. Đùa thôi anh em ạ. À. Cái thằng đấy là anti tôi đấy, nó gặp rồi. Mấy trận trước nó gặp tôi rồi. Đấy. Sau đấy thì nó có chào tôi nhưng mà nó chào không đúng cú pháp. Nó chào tôi nhưng mà nó chào mà nó không có chủ ngữ, vị ngữ gì cả, nó cũng không có tên tuổi gì cả, nên tôi không chào lại. Thế nó chửi tôi mà. Cái ấn tượng này rất là khó phai. Đấy, tên là Khánh Vân và tôi vẫn còn nhớ đến bây giờ. Nó biết tôi, đấy, và tôi cũng biết nó. Mấy cái trận trước gặp và tôi không chào và nó chửi tôi. Đấy, tôi còn nhớ lắm anh em ạ. Từ từ nhá, từ từ nhá, từ từ nhá, đúng ngựa rồi anh em ơi. thế này là chơi là đúng là cho chơi ngựa rồi. Cũng bởi vì cái ấn tượng khó phai đến như thế, thế nên là riêng trong cái trận đấu này thì tôi sẽ dành cho Khánh Vân một cái sự chăm sóc rất là đặc biệt. Đấy. Đặc biệt lắm. Đấy, còn đặc biệt như nào thì hồi sau sẽ rõ anh em nhá. Đùa chứ nói chung ấy là ngựa thì tôi cũng không ham. Bởi vì trận này tôi nhìn cái bộ truyền thuyết đó, có anh em nhìn thấy không? Rớt với rồng 5 đô. Anh em biết phải chơi gì rồi đấy. Có ra ngựa sớm thì tôi cũng sẽ chơi mết thôi. Đây chơi tạm. Con ngựa nó coi như là một cái con, nó gọi là kick human thôi anh em. Kick human thôi, kiếm sách sớm. Cho nên trận này là tối thượng là nó sẽ chuyển về mết. Mết 5 rồng anh em nhá. Đấy, còn chơi ngựa này để làm gì? Chơi ngựa này để lừa, lừa cái thằng mà nó đang định counter bằng cái bộ Witcher ấy. Đấy, counter bộ Witcher thì bây giờ là phải lừa đối thủ. Không cho đối thủ là biết là chúng ta sẽ có ý đồ chơi mết bằng cái việc là chúng ta giả vờ là mua những con Clyde. Chơi Clyde trước. Tí nữa chuyển sang mết làm rồng sau anh em nhá. Đấy. Ui mà round này vớ vẩn thua này. Đừng thua. Đúng rồi. Ăn được. Ăn được. Con này khỏe lắm, con này khỏe lắm. Chỉ cần lia được cái Suduken thôi là ăn. Ok, xong rồi. Sao Wrecker rất là khỏe nha, một sao khỏe nhất đây anh em. Đây rồi, 4 Clyde này. 4 Clyde đã. Đó. Lên level 6 thì chúng ta sẽ cho vào Glacier cũng được. Ok. Cho 4 con Clyde làm tăng cơ phía trên là được. Rồi. Trên này hy vọng là sẽ ra mấy con human sớm để tôi chơi. Cho tôi chơi. Ê, Witcher này. Anh em thấy không? ZQK này chơi Witcher đấy anh em. Vừa lấy chắc là sáng soi xem chơi gì đúng không? Xong rồi là chuyển sang Witcher chơi. Thấy tôi mua ngựa cái là chuyển sang Witcher chơi luôn được. Chán thật. Ăn được rau này không? Ơ kìa, vẫn ăn được đấy. Hay quá. Rồi. Quá tuyệt vời. À đây rồi, 3 human như này. Chúng ta có biết 3 human. Up cấp luôn nhỉ? Up cấp cho 3 human vào.
Bán đi. Thôi tôi bán tôi up cấp đây. Cái đao này tôi up cấp chứ còn tôi không Glacier nữa anh em ạ. Tôi nghĩ nó sẽ là 6 Clay sớm thôi chứ còn slot cho Berserker thì không còn. Anh em nhá, lên 7 là 6 Clay à. 6 Clay kẹp với cả cái gì, kẹp với cả Human thôi. Ây à. Mày có lắp luôn cái Blink cho con Heaven Bomber à? Càng đấy, càng đấy. Ui thôi chết rồi. Con Heaven Bomber nó tung một trưởng rồi, có thua không nhờ? Ôi kìa. Ôi thôi chết rồi, thế này vớ vẩn thua ấy. Được không? Được không? Cố lên. Vả chết nó đi. Ôi thôi chết rồi. Ôi giời ơi anh em ơi. Bây giờ con Avenger Clay này, à con Akali Clay này có ăn được con cây không nhỉ? Không, khó lắm anh em, khó lắm. Hồi máu, không được, nó lại hút máu. Con cây này mà solo thì đương nhiên là nó sẽ ăn rồi. Chán thế nhờ, mất chuỗi rồi. Cay thật. Đây rồi. Human đây rồi, già này, nhưng mà chưa có đồ mana, chưa có đồ mana. Có khi yếu hơn ý nhở. Ở đây là nhìn thế thôi nhưng mà cũng 5 human rồi đấy anh em. 5 human rồi này. Chỉ có điều là nó toàn một sao thôi. Đấy Khánh Vân sao, không biết là con gái hay con trai luôn. Nhưng mà con gái thì có vẻ không được lữ tính cho lắm. Đấy anh em thấy cái cách nói chuyện giai đoạn đầu game là anh em biết. Tôi gặp rồi mà, tôi gặp mấy cái trận trước rồi. Đấy, rất là bậy. Tôi nghĩ là con trai hoặc là cụ có gai thôi. Chứ còn con gái thì ít khi người ta thể hiện cái tính cách nó mạnh mẽ kiểu như thế lắm. Không sao, chúng ta đã có 6 human anh em nhá. Đấy, còn lại nói về chuyện Khánh Vân. Kể cả là cái trận này nhá, nếu mà lần đầu tiên mà gặp tôi đi. Đấy, không biết tôi là ai đi. Thì khi người ta nói như thế thì có thể hỏi là Tuấn Cơm là ai mà, đúng không? Chứ ai người ta, khi mà người ta không biết mà người ta lại hỏi là Tuấn Cơm là thằng đéo nào, nghe nó có rất là cái gì đấy đúng không anh em? Anh em có thấy thế không? Tôi thấy là nếu mà lần đầu tiên mà mình không biết đấy là ai và mình hỏi ấy, thậm chí là không có một cái sự gì chưa, nếu mà mình gặp lần đầu tiên ấy mà mình đã ghét người ta rồi thì đấy nó là một cái sự nó rất là lạ. Phải có một cái vấn đề gì đấy đúng không? Thì người ta mới ghét chứ, tự nhiên lần đầu tiên gặp ở trong game không biết là ai mà lại hỏi cái kiểu đấy. Rõ ràng là có một cái sự gì đấy nó không được là thích cho lắm, đúng không? Đấy, còn nếu mà không thích mà bình thường thì chắc là cũng không ai hỏi kiểu đấy. Hỏi kiểu Tuấn Cơm mà thằng đéo nào, nó có một chút gì đấy nó rất là kiểu như là hàn học. Đấy, có một chút hàn học này, có một chút là thể hiện. Thế nên là tôi nghĩ đấy là một người con gái nhưng mà có cu. Tôi nói thật với anh em là nếu mà tôi gặp con gái ở trong game ấy thì tôi hay nhường lắm. Đâu có lỡ làm cho các em gái ấy, coi như là bị đấm đau đâu. Không. Tôi thường là nếu mà gặp con gái trong game mà thường là tôi đánh rất là nhẹ nhàng, đánh rất là tình cảm. Đấy. Đôi khi tôi còn hỏi thăm nữa cơ. Đấy, nhưng mà riêng cái trận này thì Khánh Vân thì tôi chắc chắn với anh em là tôi sẽ đánh theo một cái trường phái nó gọi là gì? Là giáo viên chủ nhiệm nha anh em nhá. Trường phái giáo viên chủ nhiệm ghi sổ đầu bài học sinh hư. Đấy. Trường phái coi như là gì, giáo viên chủ nhiệm bắt học sinh cá biệt cọ nhà vệ sinh. Dã man. Đấy, chắc chắn là cái trận này chăm sóc cực kỳ đặc biệt luôn. Coi như là cái sự gửi gắm của phụ huynh học sinh. Ok. Rồi, cho thêm con này vào. 6 human nhưng mà lại chỉ có 2 Clay. Nếu mà như thế này. Không. Cứ để 6 human đi. Rồi. Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Anh em ạ. Cứ tăng cơ phía trên 2 sao được rồi. Ui thằng này Phaser à. Có vẻ không ổn lắm nhờ. Ăn được không? Già quẹt. Ôi rồi ôi. Con già của tôi nó bị stun, không tung được trưởng. Thôi xong rồi. Trời ơi, mất cái chuối cay thế nhờ.
Nãy cái già quả này mà con già đứng ở cái vị trí khác thì là bắn trưởng thì là ăn rồi đấy. Trời ơi, bây giờ mới ra rồng. Rồi, 4 Clyde này. Ra rồng thì chơi được 4 Clyde kết hợp với cả 6 Human. Đánh ở level 7 là đủ. Ok. Tiếc quá anh em ạ, à, ra vừa rồi. Thật đấy. Cay thật. Ok, đủ 6 Clyde luôn này. Đủ 6 Clyde nhưng mà thôi. À. Sasori à, Sasori à. Được, Sasori, ok. Sasori thì nó là đúng chuẩn 5 rồng rồi anh em ạ. 5 rồng là quá chuẩn rồi. Không trượt phát nào à. Rồi, bỏ con heo Clyde đi. À, chúng ta đủ 6 Clyde rồi, không cần con đấy nữa. Ok. Rồi, gấp rút lên 8 sớm thôi. Lên 8, lên 9 sớm. Lên 9 là 6 Clyde kết hợp với 3 mét 6 human. Tôi nghĩ là tôi sẽ đẩy lên càng sớm càng tốt để tôi kiếm con rớt và con rồng 5 đô anh em ạ. Tôi sẽ đẩy càng sớm càng tốt thôi. Ok nhá, đẩy luôn đi. Biết đâu ra sau rồi chúng ta lại gặp, đúng không? Gặp hai thằng có chuỗi. Nếu mà một thằng có chuỗi thì có thể tôi không đẩy, nhưng mà hai thằng thì tôi sẽ đẩy. Cái tỷ lệ ở đó bây giờ nó là gì? Nó là 50% đấy. 50% gặp thằng có chuỗi. Ok bạn ơi, không phải. Ơ nhưng mà gặp thằng này thua không? Gặp thằng này vớ vẩn thua. Đúng thật anh em ạ. Cay nhỉ. Gặp đúng cái thằng Witcher. Cay thật đấy, áp cấp lên 8 nó thua này. À u rồi, đây rồi. Chết rồi, mất chuỗi rồi. Mất chuỗi rồi. Tại sao bạn mất chuỗi sớm thế? Trời. Chính là cái thằng mà tôi bị hụt mất cái chuỗi ấy. Ở cái round 11 đấy anh em. Trời ơi, cái con già cái round đấy mà nó mà tụi phọt được cái trưởng ra thì có khi là ăn ngon rồi. Ơ mà Khánh Vân trận này ngon đấy nhở. Trận này thoải mái eco luôn. Không bị phá. Máu còn rất là nhiều. Khánh Vân 65 máu ở round 15 nó quá tuyệt vời luôn đấy. Round 14 50 tiền ở level 7. Trời, thế là perfect cái chứ. Ok, thằng này đừng bảo thua nữa nhá. Thua nữa ở chết. Xả tiền lên 8 mà thua hết thì thôi. Nói chung là quit luôn. Làm gì nữa. Nhưng mà không anh em ạ. À, thua chắc chỉ gặp counter mà thua thôi. Chứ còn những cái bộ khác thì tôi nghĩ là vẫn ăn vô tư. Ơ kìa. Lốt ván nghỉ. Ui giời ơi, lần lượt các bạn mất hết chuỗi là sao? Tại sao lại như thế nhờ? Căng thật. Cái thằng nó cắt chuỗi là cái thằng rank queen ấy. Chắc nó xả tiền. Nó xả tiền quả gắt ấy. Nó cắt được chuỗi ấy. Nó giống như kiểu tôi ấy, xả hết tiền. Thôi thế xong rồi. Mất cái chuỗi rồi anh em ơi. Thọt tiền quá. Ui rồi ôi các bạn ơi. Tại sao các bạn lại mất chuỗi nhở? Căng thẳng đấy. Mà tôi may mà tôi có 6 human. Là tôi có sách để tôi bù lại tiền tôi mất đi đấy. Ơ kìa, con già lại bị bớ vào rồi kìa. Trời ạ, xếp như thế mà vẫn bị bớ vào sao? Chán thật sự. À may quá, già không chết là được. Già không chết là được. Ơ kìa, đừng chết nhá. Rồi, ok. Có tinh thể mana, tuyệt vời. Đây rồi. Bởi vì tôi chơi 5 rồng nên là tôi... Ui, này. Nhưng mà cái quả trứng này tôi không đập cho con ngựa đâu anh em ạ. Không đập cho ngựa đâu. Đập là chỉ đập cho già thôi nhá. Đập cho già cho rồng thôi. Tôi chơi 5 rồng nên là tôi cũng không cần mấy cái đồ mana nhiều lắm đâu. Cần một viên là được rồi. Cái viên còn lại tôi không lấy nhá. Tôi để dành tí nữa tôi có thể ghép cái 2 tia cho con rồng cũng được. Chơi 5 rồng thì cần gì mấy cái đồ tăng mana đâu. Xác định lên game chơi 5 rồng. Nếu mà ghép cái trống thì nó rất là phí. Rất là lãng phí luôn. Nên là thôi. Ghép cái hack là ok lắm rồi. Ui nhìn Khánh Vân của nó kìa. 81 tiền ở level 7, 66 máu.
chuỗi cộng 10 luôn. Sướng thật. Tiền của nó nhiều vãi đái luôn. Bây giờ nó dí một phát nó lên level 8, level 9 nữa, nó còn hơn cả tiền tôi ấy chứ. Đúng không? Anh em công nhận không? Bây giờ nó dí thẳng lên 10 luôn. Thôi, đùa thôi. Đừng có lên 10 vội. Cứ gặp tôi đã, cho xin cái quyển sách đã, xong rồi làm gì làm nhá. Mà tôi nghĩ là có thể là nó sẽ tiếp tục eco đến khi nào mà sau round 20 luôn ấy. Tiền nó nhiều đấy kia cơ mà. Có khi là lên 9 nó mới roll. Tiền nhiều máu nhiều thì tội gì đâu, đúng không? Tiền nhiều máu nhiều, cực kỳ nhiều tiền luôn. Lên 9 đến lơi ở đây này. Sắp lên 9 rồi đấy. Đổi sang bên này đi. Tôi bây giờ tôi cũng phải lên 9 sớm anh em ạ. Tôi cũng phải lên 9 sớm để tôi lắp vào 6 client vào. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đủ tiền. Một round nữa. Round này phải thắng nhá. Round này xin một trận thắng nữa thôi. Xin trận này thắng nhá. Gặp Khánh Vân đi. Gặp Khánh Vân đi. À Khánh Vân gặp rồi. Ui rồi, Khánh Vân gặp rồi anh em ạ. Gặp ngay thằng lốt ván nghỉ. Thằng này khỏe. Thua rồi. Ui rồi ôi, nó còn combo đẹp nữa cơ. Thế chịu rồi anh em ạ. Chán thật sự luôn ấy. Thề. Xin một round nữa thôi là lên được rồi. Thực ra ấy, thì cái round này cũng vẫn lên được. Nhưng mà hết tiền anh em ạ. Nhưng mà vẫn phải lên thôi. Vẫn phải lên level 9 thôi. Nếu mà cái round trước thắng là chúng ta dùng sách chúng ta lên thì nó đỡ phí hơn. Chán quá đấy mà thôi. Thọt tiền quá anh em ạ. Rồi thôi lấy dần mết vào thôi anh em. Lấy dần mết vào thôi. Đánh thì tôi nghĩ là nếu mà đánh ở level 10 cũng được. Chả cần phải lên 11 đâu. Bởi vì là cái trận này nó có rồng 5 đô. Nó có rớt 5 rồng 9 mét đánh ở level 10. Ok. 5 rồng 9 mét không đánh được ở level 10. Phải đánh ở level 11. Nhầm. Vẫn phải đánh ở level 11 anh em ạ. Trên này có hai thằng Sasori cơ à. Ui chưa con già. Ui con già. Ui già ơi. Già tỉnh lại. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Được 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 được. Được. Vẫn là ngon. Rồi có sách á. Mày quá già không chết anh em ạ. 6 client vào nó có giáp. Bom này. Bom mà có chơi không. Bom mà slot đâu mà cho vào. Mua con bom này thì chúng ta lại sẽ phải cho vào level 10 cơ. Thế chúng ta phải chơi up cấp à. Thực ra tôi muốn là dừng lại ở 9 một lúc. Nhưng mà nếu mà mua bom này chắc là lên 10 này. Bằng sách vậy. Có thể dí lên 10 sớm. Bom này nó cũng sẽ có một cái lượng đam AOE khá là khỏe. Và nó là cái đam vật lý. Thôi cũng được. Thế lại đi đẩy cấp vậy. Đẩy cấp lên kiếm 5 đô bởi vì là mấy cái thằng kia nó chơi Sasori ấy. Sasori nó khá là khó chịu. Kiếm cái mấy cái con to tiền vào. Con rồng hoặc là mấy cái con 5 đô vào để tránh cái việc bị cướp bài. Ok, thằng này 9 Feather nó xả hết tiền luôn. Căng thật. Ok bạn ơi. Rồi. Ở đây tôi có sẵn hai quả trứng rồi, chỉ cần ra một con rồng hay con già thôi, đập trứng ngay. Nhưng mà vẫn chưa ra. Trận này sẽ hướng tới là con rồng 5 đô và con rớt thôi anh em ạ. Hai con đấy nó sẽ là hai con chúng ta hướng tới. Đội hình client bây giờ có vẻ hơi đuối rồi đấy. Tôi sợ là nếu mà cứ chơi kiểu đẩy cấp như này thì khó mà có thể là lên được 10, 1. Rất khó ấy. Nhưng mà bây giờ không có tiền thì biết làm nào. Bây giờ làm sao roll được. Trận này cũng có người chơi 5 rồng nhá. Lốt ván nghỉ chơi 5 rồng này. Lốt ván nghỉ này kiểu này chơi 5 rồng là chuyển sang là 5 rồng mết rồi. Đúng thật. Nhưng mà không chơi human thì cái lợi thế ở chúng ta vẫn ngon hơn.
Nhưng mà nói là lợi thế thôi, nhưng mà anh em thấy là cái lợi thế đấy bây giờ nó cũng không còn là lợi thế nữa. Bởi vì là hiện tại là tiền của tôi nó là bằng 0. Tiền của tôi bằng 0 anh em ạ. Lốt ván nghỉ kia mà up lên 9 thì cũng bằng nhau thôi, cũng như nhau thôi. Đấy, cái vấn đề nó là thế. Tiền vẫn là 0 anh em ạ, cày nhỉ. Bây giờ mà sách ở dư nữa thì coi như là hết sạch tiền, sạt nghiệp luôn. Nên là bắt buộc là những cái cuốn sách này là tôi phải sử dụng thôi. Món đồ này chúng ta có thể để dành. Lấy cái gậy bão cũng ngon đấy nhá. Hay là lấy cái RO nhỉ? RO hay gậy bão? Gậy bão trước đi. Gậy bão cũng được anh em ạ, gậy bão cũng được. Gậy bão cũng được. RO để sau đi. Ra rớt thì mới cần RO cơ. Mà rớt thì bây giờ chưa ra con nào thì thôi, cứ để lại. Lại gặp Khánh Vân này. Ui, Khánh Vân chơi gì đấy? Khánh Vân chơi cái gì đấy? Ui, nó cướp một con giả tôi. Rớt. Ôi, thua này. Cái đéo vậy, chơi cái gì đấy? Chơi gót. Gót đẻ à? Gót đẻ. Mẹ, phá đái thật. Căng nhờ, ây da. Ây da, ây da, ây da. Ây da, gót đẻ. Trông cũng căng ấy, tưởng là Sasori rồi, gót đẻ. Nhưng mà, ơ bạn ơi, 6 Clive cứng lắm. 6 Clive cứng lắm. Không đẩy được bạn ơi. May quá tôi lại dồn đồ cho con này. Tôi lại dồn đồ cho con Live Blitz Live anh em ạ. Nhưng mà nó lại gánh tôi. Có sách luôn mà. Quá tuyệt vời. Ui đây rồi. Một lúc hai con luôn. Một đôi luôn. Trời ơi, sao nó lại hay đến như thế nhờ. Thôi xong rồi, thế là yên tâm rồi anh em. Nó cũng vừa đủ hết tiền luôn. Vừa hết tiền nhưng mà cũng vừa kịp lên. Ok, thế là tuyệt vời rồi. Đấy là ván này là được cứu đấy. Tí xuống hồ anh em ạ. Tôi cứ tưởng xuống hồ ở nơi rồi. Hết sạch tiền rồi mà. Làm gì còn tiền luôn con già này lên 2 đâu. Mà ra là ngon rồi. Ôi, có mấy cái màn cứu giá. Ok đấy. Ủa thì chết rồi, lại bị hở con già kia. Chán thật đấy. Con già vào phát rồi bị con gì nhở? Con Shadow Griller nó bớ vào. Nhưng mà rất may là con già kịp phọt trưởng. Thế là cũng vẫn ăn được. Để cái vị trí toàn bị hớ hênh thôi. Nhất là mấy lần gặp cái thằng Feather toàn bị bắt. Mà rõ ràng là tôi quay xung quanh con già như này mà nó vẫn bị nhở? Quay kín như này mà vẫn bị là sao? Mò tài. Ok, thôi được rồi, bây giờ chúng ta tích tiền nha anh em nhá. Tôi cần 11 quyển sách để chỉ ít để chúng ta lên 11. 5 dòng 9m cái đá, tính sao anh em ạ? Cứ 5 dòng 9m cái đá, cứ lên được 11 rồi tính. Bây giờ là phải tiết kiệm. Tôi sẽ không cắn 80 quyển sách ở đâu. Kể cả là tôi không lên được 10, tôi cũng sẽ tiết kiệm. Đằng nào tôi cũng mấy rau nữa, tôi tiết kiệm tiền rồi tôi cũng sẽ lên được 10 thôi. Lên 10 là chúng ta sẽ phải lên 11 luôn. Rồi, nào này có vẻ chúng ta sẽ chiến thắng đấy. Và chúng ta sẽ có cái chuỗi này anh em ơi. Ui dồi ôi, quá tuyệt vời anh em ạ. Quá là tuyệt vời luôn. Hay. Rồi. Chivo Berlin còn có chuỗi cả, căng thật. Hay quá, tôi đã có chuỗi này. Được quá nhỉ. Ui, những cái con mết nó ra rồi này. Đủ 6 mét chưa? Vẫn thiếu. Vẫn chưa đủ 6 mét. Nhưng bù lại chắc chắn là chúng ta lên được 11. Ơ mà nhìn lại Khánh Vân bay màu rồi. Đấy anh em thấy chưa? Tôi còn đã làm gì đâu. Tôi còn chưa kịp làm gì nhá. Tôi chỉ có dọa thế thôi. Nhưng mà tôi đã làm gì đâu. Bay màu sớm quá. Thôi rồi, bán con này đi. Up lên 11 luôn. Ok. Tôi chuẩn bị chuyển ra 6m rồi. Tôi không giữ lại con Avenzo Clyde làm gì cả. Có cả ấy à. À, trận này có cả cái bộ Exit nhá. Cũng ghê. À, Exit dồn đồ cho ăn bọng. Cũng ghê đấy. Nhưng mà tôi chơi bắn trưởng. Đây rồi, đủ mét rồi này. 3 dòng.
Vớ vẩn lên được 12 ấy anh em ạ. Lên được 12 ấy chứ. Ngon, đây là cái lợi thế đấy nhá. Rồi. Được đấy. Đây nó sẽ là cái lợi thế. Có thể là round sau chúng ta chuyển sang chúng ta chơi mết đi. 6 mết là đủ rồi. 6 mết nhưng mà chưa đủ 5 rồng thì vẫn chưa ngon. Phải 5 rồng cơ anh em ạ. Chúng ta đang thiếu 2 con rồng. 6 mết mà chưa đủ thì chúng ta vẫn chưa ngon. Nhưng mà nếu mà chơi 3 rồng thì cũng ngon. Đấy. 3 rồng cờ lai kẹp với các 3 mết. Sau đó lên 12 là chúng ta là 6 cờ lai kết hợp với cả 6 mết đấy. 3 rồng đấy, đánh ở level 12 là cũng được nhá, form được cái bộ đấy. Nhưng mà tất nhiên là tôi sẽ không chơi kiểu lửa lạc lửa mỡ ấy rồi. Và tôi cũng sẽ không chơi cờ lai, bởi vì là trận này anh em biết là có Witcher ấy. Zika chơi Witcher kìa. Đây rồi, chúng ta vẫn sẽ lấy những cái đồ bắn trưởng thôi. Ok. Rồi, ui, chúng ta sắp lên được rồi anh em ạ. Còn một chút xíu nữa thôi. Cố không? Cố tí không? Còn một chút xíu nữa là chúng ta có thể lên được rồi. Hy vọng con già nó có thể gánh tôi anh em ạ. Con già với một cái lượng đồ rất là nhiều. Tôi đã dồn toàn bộ đồ cho con già đấy. Không lấy bất cứ một cái đồ gì cho rồng cả. 100% sức mạnh là dồn cho già. Chỉ hy vọng con già nó có thể phọt trưởng ở đúng cái vị trí mà tôi cần thôi. Chứ đừng có phọt vào những cái vị trí mà chỉ có một con. Hay là vừa mới vào cái bị nó bớ và chết luôn. Thì nó rất là coi như là phế. Nuôi cho ăn học đầy đủ. Nhưng mà hy vọng là nó sẽ coi như là không làm tôi thất vọng. Già này với cái lượng đồ như này tôi nghĩ là nếu mà bắn chính xác cái vị trí thì nó sẽ rất khỏe đấy. Soi gì đấy bạn ơi. Dã man. Ui gặp ngay là 5 rồng. Nhưng mà tôi cly mà. Tôi là cly mà. Ui nhưng mà nó khỏe thật đấy. Mà không sao. Cly. Tôi là cly. Tôi là cly. 5 rồng 6 mét rồi. Đánh ở level 10. Nhưng mà đối thủ không lên được 11. Chắc chắn là sẽ không lên được. Còn chúng ta có khả năng lên được cả 12 cơ. Quá tuyệt vời anh em ạ. Lên 12 đó là rõ đấy. Bây giờ cứ đến rao quái thôi. Đến rao quái là 3 quyển sách nữa rồi. À, chắc chắn là lên được 12 rồi. 3 quyển sách đó là 6 cái điểm kinh nghiệm. À, bây giờ là 25 rồi. À, chắc chắn nó lên được 12 rồi anh em ạ. Thôi à, cái bộ này tối thượng. Lên được 12 là tối thượng thì là vô địch rồi nha anh em nhá. Chấp hết tất cả các thể loại. Coi như là Witcher với cả 5 rồng các thứ mà không lên được 12 thì tất cả các bạn giạt hết. Rồi. Quá tuyệt vời anh em ạ. Chọn đúng lên văn minh. Coi như là vô địch luôn. Mấy thằng là cũng chơi cái bộ human mà sắp xuống hố rồi. Cái tầm này vẫn giữ 6 human 6 mét thì đi rồi. Tầm này mà chưa 5 rồng vào thì đi rồi. Con già tôi nó có rất nhiều đồ. Có thể tung mana tăng mana sớm và tung trưởng sớm. Trời ơi ra được cái con phong vũ 3 sao. Nhưng mà trời ơi cứng lắm. Cứng lắm. Phong vũ 3 sao thì cũng giạt thôi. Xong. Trời ơi lên chắc chắn là lên 12 luôn. Thậm chí là còn không cần đến rao quái. Chúng ta đã lên được 12 rồi. Bây giờ thì làm gì đây. Từ từ nhá, xem nào, còn Witcher kẹp cáo rồi đây này. Witcher kẹp cáo rồi nhá. Ok. Tôi chắc là tôi cũng sẽ kẹp cá đây anh em ạ. Tôi kẹp cá bởi vì có nhà 5 rồng 9 mét mà, đúng không? Nên là chúng ta cũng sẽ phải kẹp cá. Và chúng ta chơi bây giờ là chuyển sang 6 mét. 6 mét. 6 mét kết hợp với cả 4 Clyde. Ok. Cái này ngon hơn không? Rồi. Chúng ta chuyển dần sang 5 rồng nha anh em nhá. Bây giờ kiếm rồng vào đó. Đấy, cho quả bom vào. Gây sát thương diện rộng. Vật lý là cũng tốt. Còn nó kẹp kháng phép vào. Chúng ta có thêm con bom gây sát thương vật lý. Được. Ok đây anh em ạ.
Rồi, ui, già ra một đôi luôn này. Thế thì tôi sẽ lùi con già lên 3 sao. Đây rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đủ 5 rồng rồi nhá. Rồi, 5 rồng 6 mét đã. Tạm thời nó sẽ là 5 rồng 6 mét. Được chưa? Anh em thấy như này ổn chưa? Quá là ok luôn. Chưa có 9m, chưa có rớt. Có rớt, có rồng 5 đô thì mới chơi 9m 5 rồng được. Mà nếu mà không ra thì có thể là chúng ta chơi như này đấy. Đấy, như này là sẽ bom vào phát đặt ngay này. Sau đó tia tsunami hất tung. Trời ơi. Một quẹt phát ra gần như là bay toàn bộ đội hình của đối thủ rồi. Thằng này chơi 9 phe giờ thì không có cái cửa nào luôn. Không thở được. Đối thủ không thể thở. Rất khó thở luôn với đội hình này. Ok. Giáo sau cho tôi form một phát. Tôi form đúng cái bài chuẩn của bộ này luôn nhá anh em nhá. Tôi xả tiền thật là mạnh. Và đề phòng cái trường hợp là gặp 5 rồng tiếp theo ấy, thì tôi nghĩ tôi sẽ kẹp cá vào thôi. Kẹp cá rất là sớm. Kẹp cá sớm vào. Kẹp cá cũng là một cái hình thức để counter vào Witcher nữa, đúng không? Ok. Vậy là chúng ta sẽ phải kẹp cá đấy. Cái bộ Witcher là cái bộ mà nó sẽ có một cái lượng sát thương kỹ năng rất là lớn, nên là chúng ta kẹp cá vào để giảm sát thương kỹ năng đi. Mà tôi nghĩ là cái tầm này tôi xả hết tiền thì tôi có thể tôi sẽ không mất được cái chuỗi đâu anh em ạ. Đến tầm này còn 4 thằng thì cứ bỏ ra bỏ vào thôi. Nếu mà chả may mà chúng ta phải chuyển bài đấy, thì cứ bỏ ra bỏ vào được. Úi dồi, đá ma pháp này quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Đây rồi, huyết trượng. Chính xác. Món này là phải có đấy. Chơi mết không thể không có huyết trượng. Ok, còn cái món còn lại này thì tôi sẽ lấy cái này. Chống hồi máu. Rồi. Chúng ta cũng phải chia một chút đồ cho rồng, không là phun đồ cho già thì tí nữa biết đâu đấy là kháng phép lại 6 cái kháng phép vào thì toang. Cứ phải có đồ đánh tay nữa anh em ạ. Đây rồi, linh hồn nửa này. Con này tôi cũng sẽ phải mua. Linh hồn nửa vào chắc là từ từ đã, để xem là thay con gì ra. Bây giờ con Flame và con The Saw là cũng có thể thay ra rồi nhá. Ok. Chơi 6m thôi, chơi 6m thôi. Trận này tôi nghĩ là sẽ phải kẹp ca lông vào để đánh với mấy cái nhà kia. Kẹp ca lông, kẹp bom anh em ạ. Tôi thấy hợp lý. Không cần phải 9m làm gì cả. Chúng ta kẹp cá, kẹp bom, kẹp với cả ca lông. Đây rồi. Đây là căng bạn ơi, căng bạn ơi. Căng bạn ơi. Ui căng đấy, nhưng mà ui ôi, đấm chết con già của tôi. Sợ thật. Con già của tôi quả vừa rồi là không tích được cái huyết trượng. Roll luôn này, quá tuyệt vời. Ghép cả cái áo mưa này cũng ngon nhá. Đánh còn nhà 9m 5 rồng. Còn nhà 9m 5 rồng đấy. Nhưng mà tí nữa chắc là để cái BKB. Tôi nghĩ tôi sẽ để cái BKB. BKB cho rồng anh em ạ. Già sắp lên được 3 sao rồi này. Ngon. Ui giời ơi. Được quá. À để từ nha, con này lấy nha, con này lấy nha. Cá lấy. Ôi tôi chết rồi, chưa kịp kẹp cá. Rớt hai, rớt hai, rớt hai. Có rồng 5 đô luôn. Ui căng đấy bạn ơi. Sợ thật sự. Nhưng mà vẫn ăn được anh em ạ. Phải kẹp cá, phải kẹp cá, phải kẹp cá. Kẹp bây giờ chỉ kẹp được 2 cá thôi. Con già cái tầm này nhá, mà nó lên cho tôi 3 sao ấy thì không khác gì cái bác lao công quét rác ở khu nhà tôi. Sạch bong kín kít luôn. Cả cái bàn cờ coi như là không còn một cái mảnh rác. Bây giờ cái vấn đề đó là thời gian thôi anh em ạ. À. Bao giờ thì con già lên được 3 sao. Rồng và già chắc chắn sẽ được ưu tiên lên 3 sao.
Trận này nhá, bây giờ thịt ZQK. Round này sẽ thịt ZQK. ZQK tí nữa sẽ blink phía dưới. Tôi ở cái dây của tôi đã chuyển cái con Phượng Hoàng này xuống phía dưới. Ok. Được không? Được không? Được không? Được luôn. Ui giời. Bây giờ là tiêu diệt đối thủ. Cái quả quẹt vừa rồi già quẹt hơi ngu. Nếu mà già quẹt khôn hơn phát nữa thì nó đẩy, có khi là đẩy nhiều máu hơn đấy. Nhưng mà già quẹt quả ngu quá. Ok bạn ơi, nhưng mà vẫn tiêu diệt được. Nhưng mà vẫn tiêu diệt được. Đi luôn không? 25 máu này chắc chưa đi. Ui rồi ơi, còn 5 máu anh em ạ. Quả vừa rồi đẩy 20 máu đấy, không ít đâu. Rồi. Vậy là chúng ta, tao tiếp theo gặp lốt ván nghỉ. Bỏ cá vào thôi. Mà bây giờ có 4 cá rồi càng tốt. Tầm này kiếm 4 cá vào. U đều rồi, hay. Cho 4 cá vào đã. Được chưa? Thế này tôi nghĩ là ổn đấy. Round này gặp lốt vắn nghỉ. Lốt vắn nghỉ 19 máu thì có thể là sẽ ra đi ở round này luôn. Kẹp 4 cá vào rồi. 5 rồng kẹp với có 4 cá. Lốt vắn nghỉ là chơi gót mết anh em ạ. Gót mết. Ui rồi, nhìn con già nó đẩy kìa. Ui rồi ui, nhìn con già nó đẩy kìa. Đi luôn không? Ơ nhưng mà đây nó là bóng. May nhá, may đấy. 29 máu luôn. 19 máu thì không thể nào trụ được rồi. Mà lốt ván nghỉ có sống với cả ZQK không thì tôi không biết. Nhưng mà cái đao vừa rồi là may đấy. May mà nó là cái bóng gặp đấy. Ui ăn được đấy. 4 cá cơ cơ. Cáu ấy, cáu ấy. Chắc là hơi cáu tí. Nhưng mà thôi, cái tầm này 4 cá là được rồi. Chơi với cả hai nhà mết thì chả kẹp 4 cá vào thì còn kẹp cái gì nữa. Chả nhẽ lại bắt người ta là không được kẹp cá để chơi. Rồi rồi ok, round này thì chắc là thôi nhỉ. Round sau đấy anh em biết, cái round trước ấy 19 máu. Chơi quả linh hồn lửa thâm quá. Ui bây giờ mới kịp nói à. À mà cũng không biết là nói tôi hay là nói lốt vắn nghỉ đâu nhá. Lốt vắn nghỉ cũng chơi linh hồn lửa mà. Ừ. Không biết được nói ai. Ngon top 2. Rồi top 2 là được rồi gì nữa. Chuẩn rồi. Trận này thì nói chung là tôi lên được 12, xác định ở top 1 chứ còn gì. Làm gì có lệch được quả nào đâu anh em. Không lệch thì phát nào hết nha anh em nhá. Chắc chắn là lên được 12 thì nó là tối thượng. Kiểu gì cũng tôi vô địch. Máu thì còn 84 máu. Tiền thì nhiều này. Đối thủ chuyển đến kiểu gì tôi cũng có cái phương án của tôi thôi mà. Chúng ta quá nhiều thời gian này chúng ta có thể chuyển bài. Thôi là rồi. Kết liễu luôn nào này đi cho đỡ phải lằng nhằng. Ok, rớt này. Tôi sẽ kết liễu luôn nào này. Ui, một con già nữa thôi, một con già nữa thôi. Từ từ nhá, con này không cần, con này bán đi. Một con già nữa thôi. Chết rồi, không kịp rồi anh em ơi. Ui, lại ca lông này. Từ từ nhá, thế thì bỏ con Grand Herald vào đã. Con này bán đi. Còn có 6 giây thôi anh em ạ, không kịp. Nếu mà lốt ván nghỉ vẫn sống ở round này thì chúng ta sẽ có round sau để đưa con già lên 3. Hơi đáng tiếc một chút. Hy vọng là lốt ván nghỉ sẽ còn sống. Úi dồi anh em ơi, không còn hy vọng nữa rồi. Trong cái quả quẹt vừa rồi con già, thậm chí con già nó còn gây đam ấy. Nó còn kinh khủng khiếp hơn con rớt của đối thủ. Con rớt của đối thủ ra vừa rồi không kịp tung trưởng luôn. Không bắn được phát nào luôn. À không, con rớt là nó có bắn được đấy. Nhưng mà nó nhấc tay được đúng một lần. Sau đó là nó bị hóa đá rồi nó bị các kiểu vào mặt. Hóa đá hất tung rồi thì các kiểu. Nói chung là sau đấy là gần như là không thể tung trực trưởng nữa. Con già thì nó tung được tới 2-3 lần trưởng. Thế thì đúng là vô địch là chính xác rồi anh em ạ. Thực ra con già này đôi khi ấy, cả con già nó là 4 đô 2 sao ấy. Nó vẫn còn khỏe hơn con rớt cơ anh em ạ. Con rớt nhiều khi giật trượt nó vẫn là yếu. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn clip bên trái. Tận cùng của sự bất lực anh em nhá. Một cái video clip mà đối thủ chọn rất nhiều những cái đội hình khác nhau để counter vào đội hình của tôi nhưng hoàn toàn là dưới sự bất lực. Rất là hay, anh em tin tôi xem đi nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem cái trận đấu mà tôi hồi sinh lại quân đoàn xác sống anh em nhá. Quân đoàn xác sống quay trở lại lợi hại gấp 1000 lần.
Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.